Hello các bạn. Chào các bạn, chào mọi người một ngày mới. Ngày mai đã ngày thứ 3 bọn mình ở Đà Nẵng rồi. Bây giờ thì đang trên đường đến Hoàng Văn Thụ để có thể ăn được cái món của nhà hàng Xèo. Mình hỏi anh cái, anh lái xe mà chỗ mình đi ấy, thì anh ấy có nói là nếu như mà ở đây có hàng ăn ngon mà đặc sản ấy thì chỉ có ẩm thực Xèo và ẩm thực Trần. Thì bây giờ mình đang ở rất là gần cái ẩm thực Xèo nên là mình sẽ đi bộ ra một lát. Thực sự thì cái không khí lúc này nó nóng, xong rồi cái đường ấy, cái đường nhựa nó bốc hỏa lên. Thực sự là cái không khí, cái hơi mình hít vào ấy nó rất là nóng. Nhưng mà cái Hoàng Văn Thụ, cái đường Hoàng Văn Thụ của mình đến ấy thì nó cũng gần đến rồi. Nó là ở 75 đúng không? 75 Hoàng Văn Thụ. 75 Hoàng Văn Thụ nha các bạn. Đây lên điện thoại. Đây đi thẳng, đi thẳng qua cái ngõ. Một cái ngõ là tới, nó khá là gần. Thế nhưng mà lúc ấy đi đường vòng thì có khi là xa hơn đấy. Đi đường vòng xa hơn, đi này cả rồi. Thời không khí rất là nóng. Ngoài đường thì gần như là rất ít người và gần như là không có một bóng người luôn. Đi rất là gần và chúng mình đã đến với ẩm thực Xèo. Ê, cẩn thận đây có xi măng nhá. Mẹ đến với ẩm thực Xèo rồi các bạn. Đây, 75 Hoàng Văn Thụ. Quên. Hôm nay thì hôm nay là 1 giờ, không biết là mọi người như là thấy vẻ hơi vắng. Mình sẽ đi ở bên trong. Có thể thấy đây là 75 Hoàng Văn Thụ. Ồ, thực ra là nó không vắng lắm đâu, mà nó khá là mát. Bây giờ sẽ đi vào bên trong. Ok, ok. Ở đây. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử món này là món bún thịt nướng. Thì trong cái món này thì sẽ phải cho thêm một cái chút cái nước sốt này vào. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước sốt này vào đây. Mình sẽ đổ một chút. Mình sẽ trộn cái bún này lên. Cái này là cái nem thì phải. Sẽ bỏ ra để mình trộn cái bún này lên xem nó ăn với cái sốt này nó có ok không. Có vẻ như là vẫn hơi ít nước sốt thì vậy. Hôm nay thì chúng ta cùng có rau xà lách, rau hành không nhầm là rau xà lách và có dưa chuột, cà rốt và thịt nướng và một cái hai cái nem, nếu như món này là nem lụi thì vậy. Mình sẽ ăn thử của miếng đầu tiên xem cảm giác cái bún này sẽ như nào, bởi vì cái bún này rất là lạ, mình chưa ăn bao giờ. Cái
mà mình thấy là cái món nướng này nó có một cái đặc trưng riêng là một cái mùi nó rất là thơm, cái mùi thịt của nó thì thơm và rất là dễ ăn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang ăn món khác, mình sẽ tạm thời các cái món này đi để mình sẽ chuyển sang ăn cái món này là món cơm chiên hải sản. Ở đây thì mình sẽ dùng thìa để ăn thử. Cái này thì không cần phải trộn đâu, nó sẽ có bao gồm là mực, cà rốt, nó sẽ có là mực này, cà rốt này, cơm này và một chút ngô nữa, một vài cái phần tôm nhỏ cắt nhỏ ra. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái món này xem là nó sẽ như thế nào. Cơm chiên ấy ăn khá là mềm, cơm thì ăn khá là mềm, không bị gọi là cứng quá hay là không bị mềm quá mà ăn khá là vừa và nó không hề bị khô. Tuy nhiên là cái vị hải sản nó chưa lên được rõ lắm, nó vẫn hơi kiểu là mắt đất đấy. Mình ăn thử các bạn xem thôi, và bây giờ thì mình sẽ ăn sang cái món tiếp theo, đó chính là cái món ở giữa này, nó gọi là cái món phở lưới áp chảo. Thì cái món này các bạn có thể thấy là nó bày khá đẹp đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ có cà rốt, rau này là rau cải như vậy. Còn đây là mực và một chút hạt tiêu ở bên trên. Ở đây là như mình không nhầm, đây là bánh phở. Bánh phở này nó khá là lạ so với cái bánh phở ở Hà Nội mình ăn. Các bạn thấy đây, bánh phở nhìn trông như là miến ý. Và sẽ có một ít mực, một chút tôm và cái này như mình đã ăn thử rồi. Cái này nó là bánh đa nhưng mà nó cắt ra cái hình này vậy. Mình sẽ ăn thử một miếng. À, chúng ta còn có thêm cải thảo nữa. Vậy thì mình sẽ ăn thử món này xem nó như nào. Điểm nói về cái vị này nó rất là nhạt, nó không có một chút, mình cảm giác như là nó không hề cho ta vị ở đây ấy, mà ăn nó khá là mỡ. Nhưng mà cái món này ăn cũng khá là dễ ăn, thế là mình thấy là cái món này cũng khá là xuất sắc để mình ăn cho ăn cái món này. Hello các bạn, hiện tại thì mình vừa mới đổi khách sạn xong và hiện tại cái khách sạn mình đang ở ấy, nó là cái khách sạn 4 sao. Và đây mình sẽ quay cho các bạn qua một phòng, một vòng quanh về cái phòng này. Khi mà bước vào cửa thì chúng ta sẽ có một cái tủ quần áo và một cái gương rất là to ở đây để có thể soi outfit xem chúng ta sẽ mặc gì khi mà ra đường. Và trong cái tủ này thì chúng ta sẽ có 2-3 bộ quần áo, bởi vì là phòng mình là phòng 3 người. Và có móc và két sắt. Ở bên trong phòng vệ sinh, phòng vệ sinh này thì chúng ta sẽ có cái vòi nước bằng vàng, mạ bằng vàng khá là đẹp, cốc để đánh răng, điện thoại để gọi khẩn cấp, khăn. Và bên trong này sẽ là một cái phòng để tắm, nhưng mà tuy nhiên là nó không có bồn tắm, cũng hơi đáng tiếc một chút. Bởi mình sẽ quay ra ngoài cho bạn xem. Thì đây là đồ đạc mà mình vừa mới đi lên, mà vừa mới mang lên, cho nên là không chưa bỏ ra được. Đây thì sẽ có một cái bàn để có thể gọi nó là một cái kệ để tivi. Thì đây sẽ là một cái tivi để bình thường một lát nữa thì mình sẽ bật xem lên xem là nó có gì. Và đây sẽ có những cái đồ ăn của đồ ăn cơ bản của khách sạn thôi. Đây sẽ có một cái ấm để uống nước. Và đây sẽ là những cái menu dịch vụ xem là đây sẽ như nào. Và đây sẽ là một cái này nó gọi là một cái điện thoại bàn để gọi khi mà khẩn cấp. Đây sẽ có một cái bàn make up, bàn gương, bàn phấn ấy. Và đây sẽ là hai chiếc giường, cái giường này để cho hai người, còn đây sẽ là cái giường dành cho một người. Và cái hướng view này nó rất là hay, và nó ở đầu hồi nhà, nghĩa là nó ở cái đầu của cái tòa nhà ấy, cho nên là view sẽ rất là rộng. Các bạn có thể thấy view mình ra tất cả các toàn cầu. Thì đây, nếu như mình không nhầm thì đây nó là một cái cầu vượt.
hay cầu vượt bình thường ở Đà Nẵng thôi. Và kia chúng ta sẽ có một cái bánh xe, một cái cái gì các bạn có thể biết thì comment bên phía dưới. Và phòng thì cũng rất đẹp, mình thấy phòng này thì cực kỳ là đẹp và cái giá của nó thì cũng không quá đắt. Đây là ghế để có thể ngồi. Ngoài ra ấy, thì ở cái khách sạn này nó có khá là nhiều dịch vụ. Ở trên tầng trên cao thì nó có một cái bể bơi để có thể hướng ra được cái view của bãi cầu. Và cái bể bơi đấy thì chắc là có thể buổi tối mình, hoặc là buổi tối hoặc là buổi xe chiều khoảng khi mà tắt nắng ấy, bơi nó đỡ bị nắng hơn so với cái buổi giờ này mà bơi thì các bạn chỉ để biến thành chuột thôi, biến thành chuột phun khói đen lắm. Cho nên là một lát nữa khoảng tầm chiều tối hoặc là tầm chiều đầu giờ cuối giờ chiều thì mình sẽ đi bơi và sẽ quay lại cho mọi người xem. Bơi thì mình sẽ phải bỏ đồ và bỏ quần áo ra, và hẹn gặp lại mọi người một lát nữa.